Quả làm này rồi mùa mưa có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Nhiều khi mấy cái mộ mới á. Không, quả không có dám vô, không có sao hết rồi á. Quả vô không có sao hết rồi đó. Tính đến năm này. Quả làm mấy năm rồi? Đã. Làm cũng lâu rồi chứ. Quả còn bình tĩnh lắm, quả đi xe đạp điện được nè. Đi xe đạp điện luôn. Giỏi vậy. Tính đến thời điểm này là mấy chục năm rồi quả ha. Quả cũng làm trong này lâu rồi chứ, họ ông xã quả cũng sống mà ông chết nay là 20 mấy năm rồi. Cũng là 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm. Dạ. Mời cô một phần luôn. Rồi, chia sẻ cho cô luôn. Hôm nay là anh Hòa, chị Minh ở bên Edmonton, Canada. Biết rằng là mùa mưa đã đến và bà con mình khó khăn dữ lắm. Cho nên anh chị mong muốn là gửi những phần quà yêu thương này để bà con có thể cầm cự qua mùa mưa. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Ráng cố lên nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô, chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi sáng trời mưa và đây là ngày 26 tháng 11 và ngày 14 âm lịch. Em đang đứng ngay khu vực Phước Đồng của thành phố Nha Trang và phía xa xa kia đó là Nghĩa Trang Phước Đồng, bà con hay gọi là Chẳng É Đồng Bò đó quý vị. Và hôm nay em thực hiện video này tại vì một số mạnh thường quân ở bên nước ngoài cũng biết rằng là Nha Trang đã vào mùa mưa, cho nên là những cuộc sống của bà con mà vất vả mưu sinh, lao động bằng tay chân cũng như là những cái công việc mà thầm lặng đó thì luôn luôn là gặp nhiều khó khăn khi trời mưa đến. Và hôm nay em được sự gửi gắm của anh chị Minh Hòa ở bên Canada, Edmonton thưa quý vị. Anh Hòa ngày xưa là ở đường Lê Thánh Tôn và Tô Hiến Thành, cái quán phở hồng hiện nay rất là nổi tiếng, đó là trên phần đất của nhà anh năm xưa đó quý vị. Và chị Minh á, là người ở Cam Ranh. Hai anh chị đang định cư ở Edmonton, Canada, cũng gửi gắm cho em đến $500 Canada để em có thể làm những phần quà ý nghĩa này đến với lại bà con mưu sinh ở khu vực Nghĩa Trang Phước Đồng. Và họ là những người thầm lặng, những người giữ mộ, những người chăm sóc mộ đến những người quá cố, và được sự gửi gắm của những gia đình mà không có điều kiện tới đây thường xuyên đó quý vị. Mùa mưa đến thì trong khu vực Nghĩa Trang thì luôn luôn rất là khó khăn trong công việc cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên anh chị Minh Hòa cũng mong muốn là gửi những phần quà đến với bà con nơi đây. Và một điều hết sức là đặc biệt ý nghĩa nữa là gia đình của anh Hòa cũng có một số người qua đời và được an táng tại Nghĩa Trang Đồng Bò này. Bây giờ là một số phần quà hôm nay đó quý vị, 5 kg gạo, một chai nước mắm, một chai dầu ăn. Ở đây là chị Ba Biết ở thôn Đất Lành và quý vị cũng đã biết rồi. Còn em gái kia là con của chú Hiếu ở nhà thờ Bình Cang đó quý vị. Cảm ơn mấy chị ha. Bây giờ thì đang chờ gạo thưa quý vị. Em đi cùng với ba của em tại vì hôm nay cũng là 14 đó. Nhân tiện đây thì mời ba đi chung rồi phát quà đến bà con cũng như là vào thăm viếng mộ của má luôn. Ba ơi, có điều gì muốn chia sẻ không ba? Thì ba cũng bắt đầu á, con không có nói trước mà ba thấy cái việc làm này rất là hay, rất có ý nghĩa. Một công hai chuyện, cho nó lưỡng tiện luôn. Vừa thăm được cái bộ của hiền thê, mà vừa được làm một cái vấn đề từ thiện này rất là tốt, rất là phấn khởi, đúng cái tâm trạng của ba. Dạ, tại vì ba biết sao không, ở đây á, con nhận tiền của quý mạnh thường quân lúc nào thì con làm lúc đó và tranh thủ thôi, không có hẹn trước được. Nhiều khi thời tiết ở Nha Trang hiện nay rất là thất thường thưa quý vị, nắng đó rồi mưa đó, cho nên là tranh thủ hôm nay là chưa có mưa nhiều, em mới tranh thủ chạy ra tới đây luôn. Và bây giờ thì ba đi với con ha, đi vô trong thăm mộ má, rồi đại diện anh chị Minh Hòa ở bên Canada phát phiếu đến bà con nơi đây. Dạ rồi. Đi bộ
đem em đi xe vô luôn. Cái gì chị sắp xếp ở đây giùm em ha. Chút nữa gạo thì chị cho xếp gọn giùm em nha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay là một chai nước mắm ngon, một chai dầu ăn và 5kg gạo thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị, đây là đường đi vào khu vực nghĩa trang. Cũng rất nhiều những cô chú anh chị, cũng những khán giả cũng đã có những người thân nằm lại tại nơi này. Cho nên cũng hôm nay đó quý vị, em ghi hình ở đây, giống như là quý vị hãy cùng đi chung với em và thăm lại những cái vị trí cũng như là nhìn ngắm được những nơi mà người thân của quý vị cũng đang nằm tại nơi này. Một chút chia sẻ trong ngày hôm nay, ngày 14 âm lịch. Ở trong đây thì có rất nhiều những cô, chú, anh chị, thậm chí là có những người tuổi bà luôn đang vất vả làm việc ở nơi này. Mùa mưa thì sợ nhất là đi vào những cái khu này đó quý vị, tại vì ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nặng nề, nhất là về xương cốt. Cho nên rất là thương những người mà vất vả lao động ở nơi này. Họ làm những công việc không có lương, chỉ là nhận được những cái thù lao, sự tin yêu và gửi gắm từ những các hộ gia đình. Rồi chào mấy cô mấy chị ha. Rồi em xin thông báo đến mấy cô mấy chị. Chào bà. Em sẽ phát phiếu nhận gạo ở ngoài đầu ngoài kia. Cho nên bây giờ thì bà con mình có những người nào cùng nghề với mình á thì kêu ra đây nhận phiếu ha. Em chỉ có 54 lá phiếu thôi. Bà con mình hoan hỷ ha. Dạ. Ở đây mình đủ 54 người không? Là không đủ 54 đúng không? À, đủ nhưng mà có mấy người khổ luôn kêu đây luôn nha. Dạ trong làng á, đúng rồi. Trong làng á, xếp ở đây người ta không có nhà nhà thôi, nhà mướn á. Dạ dạ. Mình kêu đây cho người ta một phiếu. Mỗi người một phần ha. Mỗi người một phần. Chị đây là chăm sóc mộ của mấy em đúng không? Đúng rồi. Dạ. Không, kêu bà con ra đây đi rồi con phát. Dạ dạ. Dạ. Quay lên video mẹ. Dạ em hỏi thăm mùa mưa này có bất tiện cho bà con làm việc không? Mùa mưa này thì nói chung đây cũng bất tiện chứ. Trời ơi mặt tôi khét dữ. Mặt điện này em thấy đi. Bữa tao lên hắt tao vô bốn sao. À cũng mưa thì làm mấy mồi dữ thôi chứ cũng đâu quấy đâu. Dạ. Rồi chúc em hỏi kỹ hơn ha. Rồi bây giờ nhờ mấy chị kêu gọi bà con tới đây giùm em. Dạ em cảm ơn. Tranh thủ vô đây thắp nhang trước thôi quý vị. Vô má. Gỡ nghe cho đi giờ chút nha. Dạ kính thưa quý vị, những cái người mà chăm sóc mộ ở đây đó thì họ cũng rất là ân cần và chu đáo. Như quý vị thấy cái mộ của má em là cũng nhang khói hàng ngày luôn. Cho nên những quý vị nào mà ở xa đó không có điều kiện tới đây thì cũng hoàn toàn tin tưởng đến những cô, những chị làm việc ở nơi này. Họ rất là chu đáo và ân cần. Thank you.
Dạ kính thưa quý vị, em hiện tại thì đã mời hết những bà con mà lao động ở đây đó quý vị để mà nhận phiếu, thì em mời chị ba đi chung với em ha. Đầu tiên mình đến với bà ngoại đây đi. Dạ con chào bà ngoại. Bà ngoại khỏe không? Ngoại nay nhiêu tuổi rồi? 78 tuổi. 78 rồi. Dạ ngoại cầm đi, rồi cuộc sống ngoại là như thế nào vậy ngoại ha? Lắm ngoại khổ lắm con à. Nó khóc á. Chị ba biết ngoại đây hả? Ở đây đáng, ở đây cũng biết hết mà. Chị ba ở đây nổi tiếng lắm quý vị. Bà con ở đây ai cũng biết chị ba hết. Chị ba ở thôn Đất Lành, cách ở đây khoảng chừng hơn cây số ha. Rồi. Mà ai cũng biết chị ba hết luôn. Tại đi làm nhiều. Dạ. Chị ba làm công tác thiện nguyện ở khu này với Phước Đồng, Vĩnh Thái rất là nhiều luôn thưa quý vị. Ngoại làm này rồi mùa mưa có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Nhiều khi mấy cái mộ mới á. Không, ngoại không có dám vô, không có sao hết rồi á. Ngoại vô không có sao hết rồi đó. Tính đến năm này ngoại làm mấy năm rồi? Đã. Làm cũng lâu rồi chứ. Ngoại còn bình tĩnh lắm, ngoại đi xe đạp điện được nè. Đi xe đạp điện luôn. Giỏi vậy. Tính đến thời điểm này là mấy chục năm rồi ngoại ha. Ngoại cũng làm trong này lâu rồi chứ, họ ông xã ngoại cũng sống mà ông chết nay là 20 mấy năm rồi. Cũng là 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm. Dạ. Chồng xã ông chết lâu rồi. Rồi con xin phép bà con nha, con sẽ tặng cho mỗi người một tấm lá phiếu. Rồi chút nữa khi mà con phát xong á, con mời ngoại di chuyển ra phía đầu ngõ nhận gạo. Bà con ơi, cái này con xin phép là chỉ tặng hộ gia đình thôi ha. Ví dụ như hộ gia đình mình mà có con đông hay là dâu rể thì cũng thông cảm giùm con hen. Để con phát hết một hộ đi cái đã, rồi còn dư thì mình gửi thêm cho những hộ mà đông con. Dạ. Rồi chút nữa ngoại ra nha. Rồi con mời ngoại một tấm. Dạ con mời ngoại một phiếu nha. Mời cô. Chị ba chia sẻ đi, phát giùm em bên kia. Ai chưa có phiếu thì tới đây ha. Dạ dạ, đây bà con tới đây nhận phiếu nè. Mỗi người một phiếu. Dạ đây. Mỗi người một phiếu nha. Rồi di chuyển ra ngoài kia giùm con nha. Đây đây, ai chưa có phiếu? Những bà con nào làm ở trong đây thôi ha. Rồi đây con. Còn ai chưa có không? Rồi mời chị. Rồi mời chị ha. Mấy anh trai này không có em trên ba con. Hết rồi, hết rồi, rồi xong. Những ai mà làm trong này thôi ha, đừng có kêu người nhà ra nhiều quá giùm con. Dạ. Tại vì kính thưa quý vị, ở đây là chị Minh và anh Hòa mong muốn là gửi đúng những người mà lao động ở đây. Nhiều khi một gia đình mà có đến 5-6 người thì vừa con vừa dâu vừa rể tới thì xin lỗi con không có thể phát được nha bà con nha. Không kể dùm con, cô có rồi đúng không? Dạ. Rồi rồi mấy anh em, mời mấy anh em qua đây luôn. Đây đây, bên đây anh, bên đây. Rồi mời anh nha, chút di chuyển ra ngoài kia nhận nha. Rồi mời anh, chút di chuyển ra kia nhận nha. Em biết rồi, em biết rồi. Không, những người lao động đây là được. Đúng rồi, những người già, lao động ở đây. Dạ, lao động ở đây là được thôi. Còn những người mà ra ngoài kia, còn xóm bên kia nữa. Tại vì hôm nay chủ nhật một số bà con thì cũng sức khỏe không ổn ở nhà. Ở nhà, rồi nhất thứ hai nữa là người ta không. Dạ. Rồi bây giờ mình ra kia chị. Dạ đi ông nội đi ra ngoài trước đi. Dạ dạ. Chú đây có chưa? Chú đây có chưa? Dạ. Rồi con mời chú ra nha. Bên này là để ngồi kia kêu ông vô nè, tội ổng. Rồi con mời chú. Rồi ra ngoài cổng. Rồi rồi thấy có đang có mấy người chạy vô. Một ngày một phiếu thôi. Đúng rồi, một ngày một phiếu thôi. Trong hiệp luôn rồi. Nó là trong hiệp đây. Phiếu rồi nơi xuống kia. Trong hiệp đây. Chứ trong hiệp một phiếu đây. Ông hiệp là ông nào đâu? Ông hiệp là ông bên bệnh đó kìa. Đó kìa. Nó là bộ má. Dạ. Đây mời chị nha. Đây em mời chị. Dạ. Rồi. Dạ dạ. Chú ơi để xe gọn giùm con đi, rồi chú vô chú xếp hàng giùm con nha. Rồi cảm ơn chú.
Dạ kính thưa bà con, hôm nay con mời bà con đến với lại nơi này để nhận những phần quà yêu thương. Hôm nay là những phần quà của anh Hòa và chị Minh đang định cư ở Edmonton, Canada. Anh chị biết rằng là mùa mưa đã đến và cái công việc của bà con nơi đây lúc nào cũng khổ và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nữa. Và hôm nay nè, nhân cái ngày mà anh chị muốn thực hiện những cái tấm lòng của anh chị gửi đến bà con nơi quê nhà, thì xin thay mặt anh chị kính chúc bà con mình luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc nha. Dạ bây giờ là mỗi phần quà là gồm có 5kg gạo. Gạo đây là gạo thơm nở, tại vì con lựa chọn những cái loại gạo mà bà con ở đây thường ăn để dễ bà con ăn, nhiều khi tặng loại gạo khác bà con ăn không được. 5kg gạo, một chai nước mắm ngon ở dưới cửa bé và một chai dầu ăn gửi đến bà con ở đây ha. Dạ bà con mà nhận gạo đó thì bà con tới đây thì ai có muốn nói điều gì với Mạnh Thường Quân thì cứ nói, rồi có thể là cảm ơn anh Hòa và chị Minh nha. Dạ rồi bây giờ chị Ba ơi, mời chị Ba đứng đây thu phiếu giùm em ha. Dạ rồi, đây mời chị ha, chúc chị ngon miệng rồi và sức khỏe. Cô này 2 phiếu em. Dạ 2 phiếu. Để đi ra thì mình không có phiếu nào. Rồi chị qua bên đây giùm em. Qua bên kia giùm em làm việc xíu chị. Dạ dạ. Em 1 phiếu không bác. Ai có muốn nói gì chị Ba đưa giùm em ha. Có nói gì cảm ơn bà con bây giờ cảm ơn không? Con cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn anh Hòa và chị Minh ở Canada. Cảm ơn anh Hòa. Cảm ơn anh Hòa chị Minh. Dạ. Ok. Chị di chuyển tới trước để em làm việc chị, cảm ơn chị. Rồi. Di chuyển tới trước. Cảm ơn cô ơi. Để em làm việc anh chị ơi. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn nè. Các chị sức khỏe nha. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Dạ em cảm ơn. Chúc bà con mình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Rồi cảm ơn. Dạ cảm ơn anh chị bên đó. Quay cảm ơn hai con ở ngăn bác. Dạ bác ơi, chị ở Canada. Dạ anh chị kính chúc bạn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Con gái nha. 978 mua ảnh cũng nặng chỗ rồi. Dạ ba phiếu ông bà. Phiếu hả? Dạ. Con đỡ đây rồi. Nhận 1 phiếu trước đi, rồi xếp hàng nhận tiếp. Rồi. Xếp hàng nhận tiếp quay lại. Để đó đi. Dành cho bà con, tại vì 3 phiếu cô bỏ không nổi đâu. Rồi con cứ ra sau, con xếp hàng tiếp đi. Cứ 1 phiếu trước đi. Dạ. 1 phiếu. Đưa phiếu đây. Nhận 1 phiếu trước đi. Dạ. Rồi mình vòng lại đi. Rồi. Dạ. Rồi đưa phiếu thứ 2. 1 phiếu bạn. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi có bà con có lời cảm ơn gì không? Cảm ơn anh chị rất là nhiều để ủng hộ cho mình. Anh Hòa chị Minh. Dạ. Anh Hòa chị Minh. Dạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn bà con ủng hộ cho tụi em. Cảm ơn được ta lên. Cảm ơn ta lên. Về ăn ngon phải cảm ơn. Rồi cảm ơn cô chú rất là nhiều. Chúc cô chú dồi dào sức khỏe. Dạ A Di Đà Phật. Thôi cái gì ăn là cái A Di Đà Phật đi. Cảm ơn anh Minh, chị Hồ rất nhiều. Dạ. Giúp đỡ cho dân nghèo. Dạ con cảm ơn. Rồi cảm ơn. Rồi thay mặt gia đình kính chúc mọi người dồi dào sức khỏe, bình an. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Vậy nó nói gì đi. Dạ con cảm ơn Mạnh Thường Quân ạ. Rồi ok. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi ok. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi ok. Rồi thay mặt anh chị kính chúc anh dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc nha. Chúc con mẹ. Bà con ở mộ ở Phước Đồng này là cảm ơn Mạnh Thường Quân. Anh chị rất Mạnh Thường Quân. Rồi ok. Vậy đi. Đây, đưa không chịu. A Di Đà Phật. Rồi. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân, bà con ở Phước Đồng này. Giờ này em chịu không? Từ, nhận cái kia rồi đưa rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi, ok, thank you. Vậy chứ. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi. Rồi, cảm ơn con. Dạ rồi, mời chị biết tiếp tục giùm em ha. Rồi. Anh có lời gì không? Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Đây. Hay. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ rồi, thay mặt anh Hòa, chị Minh kính chúc bà con mình dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Anh Hòa, chị Minh, cảm ơn. Cảm ơn Hòa, chị Minh nha. Rồi, cảm ơn em.
Cảm ơn anh Hòa chị Minh. Rồi rồi. Nam mô Di Phật, cảm ơn Hòa với chị Minh. Rồi ok. À. Anh Hồ Chí Minh nha. Rồi. Rồi chúc bà con mình sức khỏe nha. Hai cái. Ba con phiếu vô đây. Đây đây, rồi, rồi, hai cái, cho hai cái đây đánh giùm cho chú. Hai cái ngoại. Bỏ lên. Anh ơi, đúng sao anh? Em có khăn. Ra đây xong cô kia giùm em. Rồi. Rồi từ từ. Rồi trái này người hai cái nè. Rồi bây giờ giải quyết luôn cho cô đây luôn ha. Bà cô vợ nổi không? Kêu người tin chở. Tuổi cũng có tuổi rồi, sức cũng yếu mà nhận giùm cho người về. Biết rồi mà nhận ba phần sách không nổi. Rồi rồi có người chở. Nhận vô. À đưa đây chị. Rồi vô đây. Vô đây. Nhận vô đây con. Em lậu. Con được. Đồng ơi. Ê Di Đà Phật còn ai nữa. Vô luôn có phiếu vô đi. Rồi. Rồi chúc bà con mình sẽ khỏe nha. Dạ con cảm ơn. Rồi, đây anh là một phiếu. Rồi con ai luôn. Cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ. Não hả? Bị tai não, bị tai chấn thương. Sao sao cô? Giờ không có phiếu. Biết xã nhà tay biết rồi cho xin phần á. À, chị ba phỏng vấn cô này rõ rõ cho em. Vì sao? Em là coi như bị tai nạn xong rồi cũng bị ảnh hưởng não. Bây giờ bác sĩ báo là bị tai não. Không lao động gì được hết đó. Teo não. Ừ. Dạ. Mời cô một phần luôn. Rồi. Chia sẻ cho cô luôn. Hôm nay là anh Hòa, chị Minh ở bên Edmonton, Canada. Biết rằng là mùa mưa đã đến và bà con mình khó khăn dữ lắm. Yeah. Cho nên anh chị mong muốn là gửi những phần quà yêu thương này để bà con có thể cầm cự qua mùa mưa. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Ráng cố lên nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn nha. Dạ, dạ. Rồi ráng ăn uống. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, mời cô qua đây luôn. Mời cô qua đây nhận luôn. Cho bà nhận xúc. Dạ. Phiếu hả? Có phiếu mà. Không nhớ lợi cho. Cô xã chị ta biết ở đây thôi biết mà. Dạ. Rồi bây giờ mời em gái là con chú Hiếu nhận giùm một phần của em lượm dạ. Đi. Đây hoàn cảnh của em lượm khờ đó quý vị. Lượm giùm cho em lượm thôi. À con lượm hả? Con lượm như đứa nào? Không lượm một phiếu. Hai phiếu hả? Không có một phiếu thôi chú. Này phiếu của cái cô kia có đưa. Quên đấy là cất đi. Rồi phần này của anh thì anh để nguyên riêng bên ha. Rồi rồi cảm ơn anh nha, nãy giờ giúp đỡ nhiều. Cho phiếu ra cho phần em. Rồi để rồi đây còn. Rồi hai phiếu mời chị ha. Dạ thay mặt anh Hòa Chí Minh kính chúc chị dồi dào sức khỏe bình an hạnh phúc. Dạ. Đây còn mấy phần nữa? Còn 3 phần nữa là em chưa có phát phiếu. Ba tặng cho con đây một phần đi. Đây là thằng cháu đây là ông nội ông thư, ông làm mộ luôn. Ông nội làm mộ. Phần của bé Lượm đâu? Phần của bé Lượm tặng cho chị áo vàng đi. Trời ơi quen con bé đây không có luôn. Phần của bé Lượm tặng cho chị áo vàng đi. Chúc chị áo vàng dồi dào sức khỏe nha. Một người ngưỡng đồ không có gì hết. Rồi cảm ơn nhiều nha. Kính thưa quý vị, em đang đứng dưới một cái gốc cây muồng. Rất lâu rồi mới thấy lại được cái cây muồng này. Và nơi đây là trung tâm của đất lành Vĩnh Thái. Quý vị thấy một cái cửa hàng tạp hóa này rất là rộng và lớn. Cửa hàng Hân Hạnh, con của chú Hiếu ở nhà thờ Bình Cang, là một người thân của một người bác ở bên Florida của nước Mỹ. Ở đây vừa là chợ, vừa là tạp hóa luôn. Bán rất là đầy đủ. Bà con ai nấy cũng đều tập trung tới dưới nơi này. Ở đây là hàng rau thưa quý vị. Bán củ quả. Hôm nay là ngày 14 cho nên bày bán rất là nhiều. Cái này là măng nè quý vị. Măng tươi. Bên cạnh đây là một cái quán cơm cũng của gia đình mở luôn. Đây là một cái con đường chính từ đường Phong Châu, ngay cái chỗ ngã ba đường Lê Hồng Phong, đi qua đường Phong Châu, qua cái cầu Phong Châu, rồi đi thẳng một đường luôn. Và tiếp theo nữa đó là thẳng một đường nữa là tới cái khu Nghĩa Trang Phước Đồng.
một con đường cũng đã làm lại rất là mới và sạch đẹp, rộng rãi để quý vị cùng đi. Chứ còn mấy ngày xưa đó quý vị, thì đường này là rất là lầy lội, trời mưa xuống là đi không có được đâu. Và sắp tới là đón những cái chuỗi ngày mưa, hy vọng những bà con nơi đây có thể sống ổn qua cái mùa này. Và vừa rồi đó quý vị, một cái trận mưa cũng rất là lớn và các xã Mạn Hậu Vĩnh đều bị ngập, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh. Và cái khu vực bên cầu Ké, Vĩnh Hiệp này nọ cũng bị ngập lụt. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nghe em gái con của chú Hiếu ở ngay chính nhà thờ Bình Cang chia sẻ một ít thông tin về cái tình hình ngập lụt vừa rồi. Cái sáng mai kêu trời tao đau lưng quá mà. Nếu mà giật ở nhà con ra thì ở ngoài nó cũng còn tới đầm đây. Wow. Ở ngoài đường đó. Trời thì tất nhiên là mình cũng đâu về mình dọn được cho ổng đâu. Rồi tội em dễ sợ mình đi đây mình cũng sốc chứ mà giờ mình biết làm sao, nước cũng đâu vô được đâu. Mình chèo thuyền đi thúng á. Ở Bình Cang đó ha. Nhưng mà nói cái nhà con cao không? Nhà con cao lắm. Nhà cao chứ. Cao quá. Thấy nhà rồi. Nhà luôn keo vậy mà vô nhà luôn mới ra chứ. Wow, ở dưới Bình Cang đó quý vị. Gặp ông nhà mà ở nhà đó mình vô đầu ngõ là trên đó là. Ở dưới cái ngục mẹ. Xong mà vô tiếp cây thứ hai, cái vừa giật ra cái nó vô thêm cây thứ hai cái bắt đầu khi ông rung. Đó là xả lũ đó. Ông rung quá, ông rung quá, ông sợ vô mà vô tới cái bậc cấp rồi, vô cái thềm mà cho tiện cái nó giật ra lại cũng hơi. Mình đây mình cũng rung. Là mà mình rung mình sợ ông về ở mình. Đúng rồi. Ở mình ông điện nghe. Điện thì không sợ, điện thì mình bắt cái cao rồi. Thì nhà con chỉ cái nó rộng nó cao gì mà vô đi mấy cũng lạnh mấy giặt. Khi điện nó vô em đó là cái đó lỡ hết. Có mấy anh lên kê đồ hết rồi ha. Đi kê đồ rồi. Nhưng mà khi mà nó giật ra thì giật bê nhà cái nhà của hai ông anh kia thì ông cũng giật ra thì ông lo ông dọn nhà ông. Trai mà dọn nhà trong về, ai cũng lo dọn nhà của mình hết thì ông về ông mình ông về phải tự dọn. Đây con bị một vố đây. Anh cũng dính luôn hả? Không, cái hồi lâu rồi, hồi anh còn ở trên kia à. Chỗ đó là do dùng chủng nước nó không có rút đi đâu hết cho nên nó bị ngập rồi. Hồi xưa là nhà con làm bé không vô đâu. Ba chiếc sau đó dưới cái bờ dưới của mình á. Lắp tóc người ta cứ xây nhà xong người ta nâng lên đó là bắt đầu nó dồn từ cái tiếng bên nhà mình. Là cứ hở cái lục nó lục nó dồn. Mày vô lúc có con cái thì nước đỡ không đây. Sao chị Ba? Chị Ba nãy nấu nước mắm sao? Nước mắm ăn nhớ ăn một lần mà nhớ đời luôn á, giờ ướt gì có anh trai. Nước mắm ngon lắm ha. Nước mắm. Dạ. Rẻ luôn á. Hôm nay cảm ơn chị Ba rất là nhiều nha. Rồi. Chị Ba rất là nhiệt tình luôn thưa quý vị. Con ở đây rất lành. Rất lành ở đây luôn này. Dạ. Ở đây luôn á. Dạ. Con như cái lọc của người ta. Mình có gạo đây nè. Hai lần, ba lần rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Lúc mà ba với con phát gạo ở đây cũng là chị Minh Hòa Nguyễn luôn đó. Phát gạo giúp bà con đó là ngay tại đây luôn. Có nhỏ rồi ngay đây nữa là hai lần. Đúng rồi. Rồi đi phát. Không, ngay đây thì có mình em đi. Không, em có em với chị luôn. Thì em với chị thôi, còn ba em thì có. Đó. Dạ, cảm ơn chị Ba rất là nhiều nha. Rồi, chị Ba cảm ơn, nha. Rồi, cảm ơn cái chị. Nha. Dạ, cảm ơn chị gì đó. Chúc chị luôn luôn được mạnh khỏe, bình an. Rồi. Hôm nay là anh Hòa và chị Minh. Hôm nay chị cũng đại diện cho bà con ở đất lành và Phước Đồng. Cảm ơn anh Hòa, chị Minh. Ok. Dạ. Chúc anh Hòa, chị Minh mạnh khỏe, có sức khỏe để làm từ thiện tiếp. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, vừa rồi đó là trời mưa. Cho nên là bà con ở khu xóm 1 cũng rất là hối hả và cũng bận công việc tùm lum hết. Cho nên là không có thời gian để mà hỏi thăm đến quý bà con của mình. Tại vì em cũng biết rằng là muốn hỏi thăm một chút xíu để họ chia sẻ cái cuộc sống khó khăn như thế nào và cái công việc của họ đó là có bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không. Tại vì ngày xưa đó quý vị, ai cũng biết là cái sự việc của cố nhà văn, nhà thơ, thi sĩ rất là nổi tiếng Hà Mặc Tử cũng vì trú mưa ở ngay cái chỗ những cái ngôi mộ mà đã bị một cái chứng bệnh đó. Thì ở đây rất nhiều bà con làm việc và mấy chục năm rồi, họ cũng quá quen thuộc với điều này rồi. Cho nên là hôm nay nhận được sự ủng hộ của anh Hòa và chị Minh ở Edmonton, Canada, em cũng đã gửi gắm được 54 phần quà đến với lại bà con nơi đây. Anh chị gửi về cho em là $700 Canada, 200 em đã gửi đến nhà ăn không đồng của em Diệu Hoa, còn 500 thì em đổi được 54 phần quà. Bà con ở đây rất là mừng. Tuy nhiên thì cũng có một cái vài sự cố nhỏ thôi, nhưng mà ai nấy cũng đều rất là vui tại vì số lượng người ở đây cũng đông. Tạm thời á là
những người chăm sóc những ngôi mộ bên trong ai nấy cũng đều được nhận quà, còn những người bên ngoài khi mà họ biết thông tin á thì họ kéo tới thì cũng không có đủ quà cho họ. Đó là một cái sự cố cũng nhỏ thôi thưa quý vị, tại vì những đợt trước em cũng có phát sinh, nhưng mà thật sự là chỉ đến phát phiếu và gửi những tấm lá phiếu rồi mình gửi đến những bà con mà có phiếu là được rồi. Hôm nay cảm ơn một lần nữa anh chị Hòa Minh, cảm ơn rất là nhiều một chút chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay gửi đến toàn thể quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và những video sau sẽ còn tiếp tục những buổi phát quà này. Cảm ơn quý vị.